cảm ơn phó giáo sư Cảnh, cảm ơn bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho em một cái khoảng thời gian để có thể chia sẻ về những cái trào ngược dạ dày tại thực quản và tập trung nhiều nhất về cái nhóm mà trào ngược dạ dày ngoài thực quản ở trẻ em ạ. Vâng, thế trong phần nội dung trình bày thì xin phép đi qua ba vấn đề chính, đó là thế nào chúng ta xác định được trào ngược dạ dày tại thực quản và ngoài thực quản, chúng ta hiểu được cái sinh bệnh của trào ngược dạ dày tại thực quản và ngoài thực quản, cũng như là chúng ta tiếp cận chẩn đoán được các vấn đề này. Thì như chúng ta đã biết là trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em thì là một vấn đề rất là thường gặp, đặc biệt ở nhóm trẻ vú mẹ ở dưới 18 tháng tuổi, nó thể hiện cái sự chưa trưởng thành của cơ thắt thực quản dưới. Đây là một hiện tượng được xem gần như là sinh lý trong thời gian trong những năm đầu đời. Và trên các nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước thì người ta nhận thấy khoảng 60 cho tới 70% các em bé từ 3 đến 4 tháng có ít nhất một lần nôn trong ngày. Và trong thực hành lâm sàng thì người ta quan tâm rất nhiều, đó là cái trào ngược dạ dày thực quản đấy là sinh lý hay bệnh lý, bởi vì quyết định xem là chúng ta có phải dùng thuốc để điều trị cũng như là tiếp cận các căn nguyên hay không. Vậy thì sự khác biệt giữa trào ngược dạ dày thực quản và sinh lý thì dựa trên tần suất nôn, mức độ nặng của trào ngược. Cái này dựa trên cái việc mà chúng ta phải đo pH thực quản và đặc biệt là các biến chứng liên quan đến cái luồng trào ngược đó. Ở người lớn thì chúng ta đối mặt với cái việc mà viêm thực quản Barrett, loạn sản niêm mạc thực quản và tiền đề của ung thư thực quản bề mặt sau này. Tuy nhiên ở trẻ em thì vấn đề này khá là hiếm gặp. Như vậy thì thế nào được gọi là trào ngược? Trào ngược đó là sự xuất hiện của thức ăn hoặc các chất chứa từ trong dạ dày vào thực quản. Em bé có thể kèm theo nôn hoặc là kèm theo ợ. Và bệnh trào ngược đó là khi có tình trạng xuất hiện cái sự trào ngược đó, nhưng phải có những biến chứng ảnh hưởng đến các đời sống sinh hoạt bình thường của các em bé hoặc là có các biến chứng. Và để quyết định xem là cái việc điều trị trào ngược này có đạt ổn hay không thì người ta đưa ra một cái khái niệm là trào ngược kháng trị, đó là không đáp ứng với các điều trị chuẩn bằng các biện pháp nội khoa sau thời gian 8 tuần. Và điều trị chuẩn đó phải được định nghĩa là phối hợp cả cái phương pháp dùng thuốc cũng như là các điều trị hỗ trợ không dùng thuốc bởi các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm. Và với trào ngược dạ dày ngoài thực quản thì là tình trạng xảy ra khi mà các chất chứa trong dạ dày có axit, có pepsin, axit mật và men tụy trào ngược vào đường hô hấp, mũi, hầu và khoang miệng và thường gây ra các cái bệnh lý mũi xoang, viêm thanh quản mạn tính, viêm phổi tái diễn, hen phế quản hay là ở trẻ nhỏ còn có những cái chết đột tử do các triệu chứng đe dọa đến tính mạng ở em bé này. Vậy thì tình hình trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em như thế nào? Thì người ta nhận thấy rằng là từ lúc sinh cho đến 2 tuổi thì gần như là sinh lý với các em bé dưới 6 tháng, bởi vì 90% các cái trường hợp trào ngược đó sẽ hết triệu chứng trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 18 tháng tuổi. Tuy nhiên là sau 2 tuổi mà em bé có các biểu hiện nôn chớ thì không bao giờ là sinh lý cả. Và những cái bệnh lý trào ngược này thường là bệnh lý có tính chất mạn tính và hay tái phát trên lâm sàng. Thì trên cái hội nghị đồng thuận toàn cầu về trào ngược ở trẻ em thì mặc dù là đã rất lâu rồi, tuy nhiên là người ta vẫn giữ lại những cái định nghĩa. Trong đó thì người ta chia ra là nhóm trào ngược dạ dày tại thực quản thì có thể hay gặp nhất ở các em bé từ 0 cho đến 8 tuổi. Và người ta cũng đánh giá về cái sự mà nôn chớ quá mức, từ chối ăn, quấy khóc không dỗ được, ho hay là bị viêm thanh quản mạn tính hay rối loạn giấc ngủ và đau bụng. Và trong những cái em bé này thì người ta cũng đòi hỏi là phải cần có cái sự đánh giá về mặt lâm sàng hết sức là chi tiết, cũng như là làm một số các cái xét nghiệm để loại trừ những cái nguyên nhân thứ phát mà có thể gây ra cái hiện tượng trào ngược này. Và khi em bé có hiện tượng trào ngược thì người ta luôn luôn phải đánh giá xem là em bé có viêm thực quản hoặc có các cái biến chứng trên thực quản hay không. Với cái nhóm trào ngược dạ dày ngoài thực quản thì có hai cái nhóm bệnh mà người ta không cần các tiêu chuẩn, không cần các xét nghiệm, người ta đã có thể xác định được rồi. Đó là biểu hiện của hội chứng Sanifer hay là cái biểu hiện của ăn mòn răng. Còn lại ngoài ra thì các cái triệu chứng trên đường hô hấp, trên đường tai mũi họng, mũi ở những cái em bé này thì đều được phân biệt khi mà người ta đánh giá trên những em bé để xem em bé có trào ngược không. Đó là trên những em bé mà có hen, trên những em bé mà có các cái rối loạn về phổi, ho mạn tính hay là các cái viêm thanh quản tái đi tái lại. Vậy thì cái bệnh sinh của trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em như thế nào? Thì chúng ta biết là để không có hiện tượng trào ngược thì nó có một cái hàng rào, nó gọi là hàng rào chống trào ngược. Ở đây có cái sự tương tác của rất nhiều các cơ quan. Cái thứ nhất là đoạn thực quản bụng. Cái thứ hai là góc tạo giữa bờ cong lớn của dạ dày với lại thực quản, người ta gọi là góc His, dây chằng hoành thực quản cũng như là cơ hoành. Thế thì ở người lớn chúng ta thì cái đoạn thực quản bụng này thường dài khoảng 3 cho tới 3,5 cm và thường nằm ở phía dưới cơ hoành. Nhưng mà ở trẻ em, đặc biệt nhóm trẻ dưới 2 tuổi thì đoạn này chỉ dài khoảng 1 cho đến 1,5 cm và thông thường nằm trên cơ hoành. Sau đó thường có hiện tượng co thắt cái mủ môn vị rất là chặt, cũng như là hiện tượng giãn nở thoáng qua của cái cơ thắt thực quản dưới. Dạ dày tròn và nằm ngang, sau đó góc His là góc mà tạo giữa thực quản với lại dạ dày là một góc tù,
làm cho cái hiện tượng mà các chất chứa ở trong dạ dày dễ bị trào ngược lên. Và trên một số cơ địa đặc biệt thì có những cái bất thường như là thoát vị qua khe thực quản hoặc là có các cái bất thường ở thực quản thì sẽ làm gia tăng cái sự hiện tượng trào ngược này do phá hủy cái hàng rào chống trào ngược. Và vì vậy ở những em bé mà bị trào ngược dạ dày thực quản thì người ta nhận thấy rằng các tổn thương tại đường tiêu hóa hay ngoài đường tiêu hóa thì có hai cái cơ chế liên quan. Cơ chế thứ nhất là người ta gọi là cơ chế tiên phát của trào ngược, đó là sự giãn nở, mất khả năng giãn nở của cơ thắt thực quản dưới hay là mất cái khả năng làm sạch của thực quản do các bệnh lý tại thực quản hoặc là các bệnh lý thứ phát sau đó mà dẫn đến cái ảnh hưởng này. Và trẻ nhỏ thì người ta nói rất nhiều đến các cơ chế thứ phát của trào ngược, đó là một cái bệnh lý gì đó tại đường tiêu hóa làm tăng áp lực ở trong ổ bụng. Ở trẻ em thì có cái thời gian làm chống thức ăn trong dạ dày sẽ kéo dài hơn, và đặc biệt là những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến khả năng thay đổi hình dạng của dạ dày cũng như là giảm cái sức chứa của thực quản. Và cơ thể chúng ta thì có một cái cơ chế bảo vệ rất là chặt chẽ cho cái đường hô hấp, chúng ta gọi là cơ chế bảo vệ của đường thở. Vì một lý do gì đó thì cái lượng thức ăn từ bên dưới dạ dày trào ngược lên trên thực quản dẫn đến cái sự căng giãn của thực quản. Nếu như cái sự căng giãn này, nếu như mà cái lượng chất chứa này là một lượng nhỏ thôi thì theo phản xạ chúng ta sẽ có cái sự co thắt của cái cơ thắt thực quản trên, và sau đó thì người trẻ em sẽ có cái cơ chế nuốt xuống và không gây ra hiện tượng trào ngược. Nhưng nếu như cái lượng chất chứa đấy nó ở một cái lượng lớn thì trong khoảng vài giây nó sẽ có cái phản xạ gọi là phản xạ phế vị để đóng nắp thanh quản, ngừng thở và giãn cơ thắt thực quản trên. Vì vậy các cái chất chứa này sẽ trào ngược vào trong vùng hầu họng. Và sau đó thì trên một cái cơ địa bình thường thì người ta sẽ có cái phản xạ nuốt để làm sạch cái vùng hầu, và sau đó thì bệnh nhân có thể thở trở lại. Tuy nhiên trên những bệnh nhân mà có các bất thường ở đường hô hấp, có các bất thường ở vùng mũi họng hay là các cái bất thường của hệ thần kinh thì sẽ ảnh hưởng đến cái cơ chế bảo vệ này. Và trong cái bệnh lý của trào ngược dạ dày tại thực quản thì người ta nói nhiều nhất đến các thuyết trào ngược, đó là những cái thức ăn, các chất chứa từ bên dưới này trào ngược lên trên thực quản gây ra các tổn thương tại thực quản, tại đường tiêu hóa cũng như là gây ra các cái tổn thương ở vùng hầu họng và vùng hô hấp. Và chính cái sự có mặt của các cái chất tiết ở trong đường tiêu hóa của chúng ta thì gây ra cái sự tổn thương tác động trên biểu mô của thực quản cũng như là biểu mô của dạ dày hay là cái vùng hầu họng thanh quản của chúng ta. Một cái thuyết thứ hai mà người ta nói rất nhiều đến trong những cái trào ngược dạ dày ngoài thực quản đó là thuyết phản xạ. Bởi vì là những cái luồng chất chứa từ dưới dạ dày đi lên trên thực quản thì nó sẽ kích thích cái phản xạ của dây thần kinh phế vị. Và nếu như nó có những cái sự bất thường trên đường hô hấp hay có những cái sự bất thường về hệ thần kinh thì sẽ làm gia tăng cái sự tổn thương này. Và người ta cũng nói đến là có cái cùng nguồn gốc giữa thực quản cũng như là cái cây phế quản thì làm cho nó có những cái tương tác giống như là cái tương tác người ta gọi là phản xạ vậy. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận được và điều trị trào ngược dạ dày ở trẻ em? Thì các triệu chứng mà em bé đến khám với các chuyên khoa tiêu hóa như là nôn chớ, ợ hơi, nuốt khó, nóng rát sau xương ức thì phần lớn là sẽ gặp ở trẻ lớn. Triệu chứng nôn chớ thì cũng có thể là trào ngược sinh lý mà cũng có thể là trào ngược bệnh lý. Trong khi đó thì có khá nhiều các biểu hiện như ho mạn tính, ngạt mũi, khàn tiếng, hắng giọng, nuốt khó, thở rít thì có thể sẽ đến khám với các chuyên gia tai mũi họng hay là các chuyên gia hô hấp. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể xác định được các cái bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản? Thì như phần đầu tôi có trình bày, đó là biểu hiện của hội chứng Sanifor, như các thầy cô và các anh chị nhìn thấy ở đây, đó là lưng thì uốn cong và cổ thì vẹo ra một bên. Khi mà đã phân biệt với các bệnh lý bại não hay các cái tổn thương khác thì đây được xem như là dấu hiệu tiên quyết để chẩn đoán trào ngược dạ dày. Vấn đề thứ hai đó là các biểu hiện của răng miệng do phá hủy các nên răng, do cái tình trạng axit dẫn đến sâu răng và hơi thở hôi. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà có cái lượng chất chứa từ trong dạ dày đi lên trên thực quản thì sự tấn công của axit lặp đi lặp lại sẽ làm tổn thương cái lớp bảo vệ của biểu bì của men răng, và vì vậy thì axit sẽ có cơ hội tiếp xúc với cái bề mặt của men răng. Do cái sức căng bề mặt thấp hơn, do đó axit thì dễ dàng thay thế bởi các nước bọt và dẫn đến một cái hệ thống khử khoáng và gây ra các tổn thương trên bề mặt răng, và vì vậy thì dẫn đến các tổn thương. Và rất nhiều các nghiên cứu cũng như là các phân tích gộp, người ta nhận thấy rằng là có sự liên quan giữa cái trào ngược dạ dày thực quản với các tổn thương răng. Tuy nhiên là người ta chưa thể xác định được là với thời gian là bao nhiêu lâu và hiệu quả của các thuốc giảm tiết này thì có làm giảm các tổn thương răng liên quan đến trào ngược hay không. Và như lúc trước thì tôi cũng có nói, đây là cái biểu hiện của hội chứng Sanifor ở bọn trẻ nhỏ. Đó là cái biểu hiện khá đặc hiệu của trào ngược. Tuy nhiên bác sĩ nhi khoa sẽ phải phân biệt với động kinh, bại não thể co cứng và loạn trương lực cơ. Vì các cơ chế của nó thông qua cái phản xạ của dây thần kinh phế vị
và những cái biểu hiện của hội chứng Sanifer này đã được ghi nhận trên các nghiên cứu trên thế giới đáp ứng khá tốt khi chúng ta được sử dụng các thuốc chống trào ngược. Với nhóm triệu chứng hô hấp thì sao? Các biểu hiện nôn, khò khè trong vòng 3 giờ đầu sau khi ngủ, viêm thanh quản tái diễn, khản tiếng, hạt sơ dây thanh, hen phế quản, viêm phổi tái diễn, giãn phế quản, các cái viêm tiểu phế quản huyết tắc hay là các viêm tai giữa thanh dịch, viêm xoang, ho mãn tính và nấc thì đều được ghi nhận trên nhóm những bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng thì có thể thấy em bé đến khám với tình trạng tắc nghẹt mũi, sung huyết mũi, hội chứng chảy dịch mũi sau, hơi thở hôi, bé ngủ ngáy nhiều, đau miệng hay là có những cái loạn cảm về vị giác ở trong cơ thể. Và có những cái triệu chứng khác cũng làm cho các em bé đến khám như khó nuốt, nuốt đau, nghẹn, sặc. Thì thông thường đây là những cái biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt tình trạng nôn chớ kéo dài thì có thể ảnh hưởng đến cái sự tăng cân của các em bé. Một số các cái biểu hiện khác như rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim nhanh hoặc chậm. Và đặc biệt là các cái cơn ngừng thở hay là các triệu chứng đe dọa tính mạng cấp tính như đột ngột xuất hiện các cái đợt chậm nhịp tim, xanh xao, tím tái cũng được ghi nhận trong các rất nhiều các cái nghiên cứu về trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em. Và cái giá trị của cái việc mà chúng ta chẩn đoán các cái triệu chứng ngoài thực quản dựa trên tiếng xiết thanh quản, thở rít hay là tím môi thì cũng được ghi nhận trên khá nhiều các nghiên cứu. Trong một cái đánh giá, người ta nhận thấy rằng với trẻ dưới 2 tuổi, nếu như có các biểu hiện của tiếng xiết thanh quản, thở rít và tím môi thì có thể tiết lượng được em bé này có trào ngược dạ dày thực quản lên đến 88%. Và nếu như bé kèm theo các biểu hiện của khó ăn, chậm tăng cân và nôn máu thì cũng gợi ý cho chúng ta trào ngược trên những em bé này. Còn các biểu hiện của viêm thanh quản tái diễn, ho mãn tính hay hắng giọng thì cũng gặp ở 72% các em bé mà bằng các cái bằng chứng đo pH thực quản hay các xét nghiệm khác, người ta ghi nhận thấy rằng bé có các biểu hiện của trào ngược. Và vì vậy cần nghĩ tới trào ngược dạ dày ngoài thực quản ở trẻ nhũ nhi nếu em bé xuất hiện khò khè, hen xuất hiện sớm, viêm mũi xoang tái diễn. Còn ở những em bé mà từ 1 cho tới 10 tuổi thì đặc biệt trên những bệnh nhân ho mãn tính, hen có kiểm soát hay viêm mũi xoang mãn tính, chúng ta cũng phải tìm hiểu về các biểu hiện trào ngược này. Còn với trẻ vị thành niên thì ngoài cái triệu chứng nóng rát sau xương ức, tức ở vùng thượng vị, nút khó thì có thể kèm theo ho mãn tính, đau đầu hay là viêm mũi xoang tái diễn. Và cái việc mà đánh giá trào ngược dạ dày thực quản thì phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác các tiền sử. Với tiền sử ăn uống như là lượng thức ăn bé ăn vào, bé có uống sữa công thức không, lượng sữa vào là bao nhiêu, tư thế của bé khi ăn có được ở hơi sau ăn không. Với những trẻ đã lớn rồi thì người ta đánh giá về hành vi ăn uống cũng như các biểu hiện của bất dung nạp thức ăn. Khi khai thác về tiền sử nôn thì người ta phải đánh giá về tần suất, lượng chất nôn, các biểu hiện kèm theo như đau bụng, mức độ nặng của nôn, có nôn ra máu, nôn ra mật hay không, và đặc biệt có kèm theo các triệu chứng nhiễm khuẩn hay là các cái triệu chứng mà thức ăn chưa được tiêu hóa để tiêu hóa ra bên ngoài hay không. Khi mà chúng ta đánh giá những em bé nghi trào ngược thì người ta sẽ rất ưu tiên đánh giá trên những em bé sinh non, có chậm phát triển tinh thần vận động, có tiền sử phẫu thuật hoặc điều trị tại bệnh viện, có được làm các xét nghiệm sàng lọc hay không, tràm hay tiêu chảy cũng có thể là biểu hiện của dị ứng sữa bò, đạm sữa bò hay là biểu hiện của trào ngược. Các biểu hiện của mòn sún răng, các bệnh lý tái diễn, đường hô hấp, đường tai mũi họng thì đều được đánh giá trên những em bé này. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng những biểu hiện nôn ra máu, ra mật, nôn nặng, đi ngoài phân máu, nôn kèm theo tiêu chảy, bụng trướng và đặc biệt xuất hiện khi trẻ ngoài 6 tháng thì không bao giờ là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản cả khi chúng ta đánh giá trên một em bé bị nôn tái diễn. Và vì vậy chúng ta cần phải đánh giá các triệu chứng tiếp theo để gợi ý cho trào ngược như là sụt cân, quấy khóc kích thích, có các vấn đề về ăn uống, các bất thường về răng miệng hay là các cái vấn đề về hô hấp để xem bé có các cái biểu hiện gợi ý cho chúng ta về vấn đề trào ngược hay không. Ở người lớn thì có nhiều các phương pháp để chẩn đoán. Chúng ta thường cho rằng khi chúng ta định lượng pepsin hay là muối mật ở trong cái dịch phổi, dịch đường hô hấp của các em bé thì có thể có giá trị cho chúng ta trong cái vấn đề mà chúng ta chẩn đoán trào ngược. Thì trong các cái nghiên cứu người ta cũng nhận thấy rằng khi người ta định lượng pepsin và axit mật muối mật, người ta cũng nhìn thấy được, nó ghi nhận được ở trên những em bé mà mắc các bệnh phổi tái đi tái lại, cũng như là nó cũng có một cái liên quan nhỏ đối với sự thay đổi của pH thực quản. Thế tuy nhiên là cái giá trị tiên lượng này nó chưa rõ ràng, bằng chứng trên trẻ em còn rất là thiếu. Tương tự như thế, ở người lớn thì người ta có thể đánh giá cái chỉ số lipid bạch cầu, vì người ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân mà bị các bệnh lý phổi mãn tính thì sẽ tăng lên cái chỉ số lipid bạch cầu này. Và ở trên các nghiên cứu người lớn thì người ta cũng thấy có cái sự tương quan giữa cái chỉ số trào ngược khi mà đo trên pH thực quản. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu ở trẻ em thì người ta không ghi nhận thấy các yếu tố này. Và vì vậy thì trong cái hội nghị đồng thuận gần đây nhất
của Hội Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Bắc Mỹ và Châu Âu thì các khuyến cáo rằng không sử dụng định lượng pepsin trong nước bọt hay là các dấu ấn ngoài dấu ấn sinh học ngoài thực quản để chẩn đoán trào ngược trên những cái em bé này. Và nội soi tai mũi họng thì cũng được đánh giá trong các nghiên cứu trên y khoa, người ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân trào ngược thì hay có hiện tượng amidan quá phát, phù nề của phần sau thanh quản hoặc là mất các cấu trúc sụn vẽo. Và người ta ghi nhận rằng khi cứ có từ hai dấu hiệu này trở lên thì có cái giá trị đánh giá độ nhạy để chẩn đoán trào ngược dạ dày ngoài thực quản là 87,5%. Tuy nhiên là cái độ đặc hiệu thì nó thấp hơn, chỉ khoảng 68% mà thôi. Và tùy theo cái mức độ tổn thương thanh quản này để mà người ta đánh giá được là có sử dụng các cái dấu hiệu này để đánh giá trào ngược dạ dày thực quản trên các em bé hay không. Đo pH thực quản thì được xem như là một trong những cái chuẩn vàng, bởi vì tại sao người ta đã sẽ đặt một cái sensor vào trong cái thực quản của các em bé như cái hình mà các thầy cô các anh chị nhìn thấy ở đây và vẽ ra một cái biểu đồ về pH thực quản trong vòng 24 giờ. Thì bình thường ở trẻ nhỏ cũng có thể có 40 tới 60 lần trào ngược mỗi một ngày, và người ta tính cái tổng thời gian pH thực quản dưới 4. Thì nếu như cái tổng thời gian pH thực quản dưới 4 này mà dưới 7% thì người ta xem như đấy là hiện tượng bình thường. Còn nếu như mà cái thời gian mà có pH thực quản dưới 4 trên 7, người ta gọi là chỉ số trào ngược trên 7, thì người ta xem như là bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy thì đo pH thực quản có tác dụng là phát định được các cái đợt trào ngược, xác định được mối liên quan giữa triệu chứng trào ngược với các biểu hiện trên lâm sàng, và đặc biệt nếu chúng ta chỉ định điều trị thì có thể đánh giá được các hiệu quả điều trị. Tuy nhiên là trào ngược thì không chỉ do axit mà còn trào ngược không do axit nữa, do đó thì ở đây nó không phân biệt được đó là trào ngược do axit hay không do axit, và đặc biệt với nhóm mà bệnh lý ngoài thực quản thì cái giá trị của nó thấp hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta nội soi tai mũi họng. Và vì vậy khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Gan Mật Bắc Mỹ và Châu Âu thì người ta nhận thấy rằng chỉ đo pH thực quản khi cần tìm hiểu mối tương quan giữa các triệu chứng mãn tính với chỉ số trào ngược, đánh giá về cái hiệu quả điều trị giảm tiết axit trên những cái đối tượng này, cũng như tìm hiểu về các sinh bệnh học của viêm thực quản hay các biểu hiện giống như triệu chứng trào ngược mà thôi. Ghi điện trở kháng trong lòng thực quản cũng là một phương pháp mà được áp dụng rất nhiều ở người lớn, và ở trẻ em thì người ta cũng áp dụng những cái phương pháp này bởi vì nó có tác dụng là phát hiện được là cái luồng trào ngược này do axit hay là không do axit, và đặc biệt nếu như chúng ta kết hợp với đo pH thực quản thì chúng ta sẽ có một cái thông tin chẩn đoán tối ưu trên những cái đối tượng này. Cho nên nếu như phối hợp đo ghi điện trở kháng trong lòng thực quản với đo pH thực quản được xem là chuẩn vàng có giá trị chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên là ở các nghiên cứu ở trẻ em thì người ta thấy gặp khó khăn bởi vì nó chưa có giá trị tham chiếu bình thường cho trẻ nhỏ, và để đánh giá cái xét nghiệm này thì nó tốn thời gian ít nhất từ 24 cho đến 48 tiếng. Và vì vậy cái đo điện trở kháng trong lòng thực quản cũng không được chỉ định rộng rãi cho tất cả các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ, mà chỉ định cho trường hợp chúng ta cần tìm hiểu mối tương quan giữa biểu hiện mạn tính với chỉ số trào ngược mà thôi, cũng như là đánh giá cái vai trò của cái trào ngược này là axit hay không axit liên quan đến các biểu hiện mà chúng ta gợi ý đến trào ngược. Và đặc biệt đây là một xét nghiệm mà có giá trị để cho chúng ta đánh giá cái hiệu quả của các thuốc giảm tiết axit. Và với các bệnh lý ợ nóng, khó tiêu hay là ợ trên những bệnh nhân này thì người ta còn phân biệt với những trường hợp viêm thực quản không loét như là tăng mẫn cảm thực quản, chứng ợ nóng chức năng nếu như mà bệnh nhân có cái kết quả nội soi hoàn toàn bình thường. Chụp đồng vị phóng xạ hay chúng ta gọi là xạ hình dạ dày thực quản thì cũng được sử dụng trong các nghiên cứu của người lớn bởi vì nó phát hiện được bệnh trào ngược do axit hay không do axit, đánh giá được cả thời gian làm rỗng dạ dày, mức độ làm sạch thực quản và sự lưu thông tại thực quản, cũng như là đánh giá được thông khí phổi đồng thời. Tuy nhiên ở trẻ em không có kỹ thuật chuẩn, không có cái số liệu bình thường và cũng không đánh giá được mức độ nặng của trào ngược. Do đó xạ hình dạ dày cũng không được sử dụng trong chẩn đoán trào ngược tại thực quản và ngoài thực quản ở trẻ nhũ nhi và ở trẻ em. Thì với những bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản, người ta cần phải lưu ý trên nhóm trẻ có bị viêm phổi tái diễn, dấu hiệu đe dọa tính mạng cấp tính, hen phế quản, viêm thanh quản mạn tính, rối loạn giấc ngủ liên quan đến các cơn dư axit này. Và với những bệnh nhân mà bị viêm phổi tái diễn thì người ta xem như có thể là biến chứng của trào ngược, có thể là cái hậu quả của cái cơ chế bảo vệ đường thở đã bị tổn thương. Cho đến nay thì người ta không có một cái xét nghiệm nào để chứng minh được là có cái mối liên quan hay không có mối liên quan giữa viêm phổi với trào ngược tái diễn. Và vì vậy thì người ta đánh giá tựa theo cá thể, tức là tùy thuộc vào từng bệnh nhân, tùy thuộc vào cái hiệu quả điều trị để đưa ra các cái quyết định. Và trên những bệnh nhân mà viêm phổi tái diễn nghi ngờ do trào ngược
thì người ta phải chỉ định đo pH thực quản, ghi điện trở kháng trong lòng thực quản, đồng thời với việc nội soi phế quản, hút dịch rửa phế quản, soi thanh quản, chụp phòng đồng vị phóng xạ hay là đánh giá phản xạ nuốt qua các cái nội soi. Và đặt ra một cái chẩn đoán phân biệt cho cái nhóm trẻ này, đó là những bệnh nhân có các bệnh lý bất thường về cơ như là nhược cơ hay là suy giảm miễn dịch, bệnh sơ nang, giãn phế quản hay là viêm phổi tái diễn do achalasy, chúng ta gọi là rối loạn nhu động thực quản. Và việc điều trị viêm phổi tái diễn ở những em bé nghi do trào ngược rất là khó khăn. Người ta thường đặt ra sớm các chỉ định phẫu thuật và đặc biệt là điều trị nội khoa kéo dài trên những đối tượng này, song song với việc đặt sông mụn dạ dày để tránh cái hiện tượng viêm phổi do trào ngược, cũng như là đánh giá về cái đáp ứng của bệnh nhân sau phẫu thuật niết gen về mặt sau này. Ở những cái bệnh nhân mà có các triệu chứng đe dọa, xem là có cái mối liên quan giữa cái việc mà bị trào ngược dạ dày thực quản hay không, thì các nghiên cứu trên thế giới người ta cũng có những cái máy móc để người ta đo về cái di động của lồng ngực, di động của luồng khí và qua mũi, đồng thời với cái việc đo pH thực quản, thì người ta nhận thấy rằng là nó sẽ có những cái đánh giá hơi khó khăn trên trẻ nhỏ, bởi vì tại sao những dấu hiệu đe dọa tính mạng này cũng có thể gặp trên rất nhiều các bệnh lý khác. Và cái việc nôn máu hay là cái việc mà có cái hiện tượng tắc nghẽn đường thở này thì cũng phải loại trừ những cái tắc nghẽn do các nguyên nhân hô hấp hay là các nguyên nhân tai mũi họng kèm theo trước khi mà chúng ta kết luận đó là những cái biểu hiện của bệnh lý trào ngược. Và vì vậy trong cái việc điều trị những cái nhóm trẻ bị như thế này thì người ta quan tâm rất nhiều đến cái chế độ ăn để làm giảm tần suất cũng như là làm giảm các lượng chất trào ngược. Ở những cái trẻ mà có triệu chứng đe dọa cấp tính thì cái việc mà ức chế các thuốc bài tiết axit sẽ ít có hiệu quả hơn. Do đó thì người ta quan tâm đến việc nuôi ăn theo con đường là đặt sông hỗn tràng hay là nằm sấp khi ngủ, và đặc biệt là chỉ định phẫu thuật sớm cho những cái nhóm trẻ này. Hen phế quản là một vấn đề mà cho đến bây giờ vẫn rất nhiều tranh cãi, là như là việc mà quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Khi mà người ta đánh giá với lại trào ngược dạ dày thực quản thì người ta cũng đưa ra những cái cơ chế của trào ngược, đó là chất gây trào ngược thì gây viêm đường thở, làm tăng mẫn cảm đường thở, làm thay đổi cái phản xạ của dây thần kinh phế vị, gây co thắt cơ phế quản và thanh quản, cũng như là các yếu tố gây viêm theo các cái cơ chế thần kinh. Tuy nhiên một số trường hợp khác thì người ta lại nhận thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà bị viêm mạn tính thì làm giảm áp lực của cơ thắt thực quản dưới, tăng không khí phổi thì làm tăng áp lực âm trong lồng ngực, và việc mà chúng ta sử dụng corticoid thì lại làm gia tăng trào ngược. Do đó, vai trò của trào ngược khởi phát cơn hen hay cơn hen khởi phát trào ngược ở nhi khoa cho đến nay vẫn chưa được xác định chắc chắn. Và bằng các cái bằng chứng khoa học thì người ta nhận thấy rằng 60-80% các bệnh nhân hen phế quản có được chẩn đoán trên đo pH thực quản hoặc ghi đợt điện trở kháng trong lòng thực quản phát hiện thấy vấn đề bất thường. Tuy nhiên là trong số những cái bệnh nhân mà có bất thường đo pH thực quản và bị hen thì người ta nhận thấy 40% lại không có cái biểu hiện của trào ngược. Do đó người ta chủ yếu quan tâm đến cái dấu hiệu khò khè khi ngủ, bởi vì người ta cho rằng đây là cái biểu hiện mà khó là liên quan với cái hiện tượng trào ngược của trẻ nhỏ. Và trên bệnh nhân viêm hen phế quản dai dẳng kèm theo ợ nóng và trào ngược thì người ta có chỉ định luôn là sử dụng các thuốc ức chế bơm proton. Còn trong trường hợp cơn hen dai dẳng khó kiểm soát hoặc cơn hen xuất hiện về đêm thì việc đầu tiên đó là phải loại trừ các nguyên nhân gây khò khè. Cái thứ hai là phải đo pH thực quản hoặc ghi điện trở kháng trong lòng thực quản, thì điều này khá là hạn chế ở Việt Nam khi mà chúng ta không đánh giá được. Và nếu như các xét nghiệm này không chứng minh được bệnh nhân có trào ngược thì người ta kết luận đây hen không do trào ngược và người ta sẽ không điều trị trào ngược nữa. Trong trường hợp cơn hen khó dai dẳng khó kiểm soát hoặc xuất hiện cơn hen ban đêm mà kèm theo cái sự bất thường của cơ của đo pH thực quản hay ghi điện trở kháng trong lòng thực quản, thì song song với việc mà dự phòng hen, điều trị hen thì người ta phải điều trị trào ngược dạ dày thực quản bằng thuốc ức chế bơm proton trong ít nhất là từ 8 cho tới lại 12 tuần. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì trong những cái thử nghiệm lâm sàng, người ta đánh giá cái sự vai trò của cái việc mà điều trị hen phế quản cũng như là điều trị trào ngược dạ dày thực quản, thì ở một số nghiên cứu người ta nhận thấy rằng có cải thiện được cái hiệu quả kiểm soát hen. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác thì người ta lại không ghi nhận thấy cái sự khác biệt. Và khi so sánh giữa vai trò của thuốc ức chế bơm proton với thuốc kháng H2 thì người ta nhận thấy rằng ở nhóm sử dụng thuốc ức chế bơm proton kiểm soát cái hen phế quản này rõ ràng hơn. Và ngay kể cả biện pháp phẫu thuật đó là phẫu thuật niết gen để mà tạo lại cái hàng rào bảo vệ của thực quản thì người ta cũng nhận thấy rằng chỉ ghi nhận trên các nghiên cứu quan sát mà thôi, vì người ta không có các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá. Thì ở những cái bệnh nhân hen phế quản dai dẳng tái diễn khó đáp ứng mà không đáp ứng được với các biện pháp điều trị nội khoa thì sau phẫu thuật thì cái việc mà chúng ta phối hợp thêm sử dụng thuốc giảm tiết axit hay các pyrokinetic thì cũng cải thiện được chức năng hô hấp cũng như là mức độ nặng ở những cái bệnh nhân hen này.
À, một vấn đề nữa đó là liên quan giữa ho mạn tính với lại trào ngược dạ dày thực quản. Thì ở người lớn, các cái nghiên cứu trên người lớn người ta nhận thấy rằng có một cái mối liên quan rất chặt chẽ giữa trào ngược dạ dày thực quản với viêm thanh quản, ho khàn tiếng và loạn cảm họng. Tuy nhiên ở trẻ em thì các bằng chứng này khá là mờ nhạt, và đặc biệt là độ nhạy của nội soi thanh quản để chẩn đoán trào ngược trên trẻ em rất thấp, và chủ yếu người ta sử dụng để phân biệt với lại các cái bất thường về mặt giải phẫu mà thôi. Cũng tương tự như vậy trong vấn đề điều trị thì ở người lớn người ta ghi nhận thấy rằng nếu chúng ta sử dụng PPI trong ít nhất 3 tháng thì mang lại được một cái hiệu quả khá là tốt cho những cái trường hợp ho mạn tính. Và người ta cũng ghi nhận thấy rằng sau khi ngừng các cái thuốc đó mà lại xuất hiện lại các cơn ho hay các cơn viêm thanh quản mạn tính thì chắc chắn đấy là viêm thanh quản do trào ngược. Tuy nhiên là các suy đoán trên người lớn thì không có giá trị trong các nghiên cứu trên trẻ em, và ngày nay thì người ta cũng nhận thấy rằng là không đầy đủ các cái bằng chứng để chúng ta sử dụng PPI hay thuốc giảm tiết cho những em bé mà bị hen thanh quản mạn tính. Vậy thì với những em bé mà bị rối loạn giấc ngủ kèm theo ợ nóng về đêm hoặc là có những cái vấn đề về thay đổi về cái tâm sinh lý của các em bé thì người ta cũng có những cái đánh giá xem có liên quan đến trào ngược hay không. Và vì vậy trên những em bé này nếu đã được điều trị bằng các thuốc giảm tiết axit, người ta phải đánh giá về đủ liều và đánh giá thêm có việc có phải phối hợp thêm với kháng H2 trên những em bé này hay không. Tại sao người ta lại có những cái bằng chứng như vậy? Thì các cái nghiên cứu trên người lớn dựa trên ghi điện trở kháng trong lòng thực quản, người ta sử dụng PPI 2 lần một ngày cộng với lại dùng PPI cộng với lại kháng H2, và người ta tiến hành so sánh về phần trăm thời bệnh nhân có bị trào ngược rồi với các tư thế nằm đầu cao, nằm nghiêng cũng như là tổng thời gian, thì người ta nhận thấy rằng là nếu như mà phối hợp thêm thuốc ức chế bơm proton với lại kháng H2 thì cũng mang lại hiệu quả trên những cái bệnh nhân mà có các cái cơn trào ngược axit về đêm. Với những cái nghiên cứu ở trên người lớn thì như vậy. Tuy nhiên với những cái nghiên cứu ở trên trẻ em thì người ta nhận thấy rằng là chỉ số trào ngược thì có thể bình thường. Tuy nhiên là triệu chứng viêm thực quản thì có nghiên cứu ghi nhận thấy giảm rõ rệt, nhưng có nghiên cứu thì lại không thấy sự khác biệt. Và đặc biệt nếu như giữa sử dụng kháng H2 với sử dụng ức chế bơm proton, cụ thể là với exomeprazone sau 8 tuần thì người ta ghi nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống cải thiện cũng như là cái chất lượng của rối loạn giấc ngủ cũng thay đổi rõ rệt ở những em bé này. Và vì vậy việc đánh giá cái trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em Việt Nam khá là khó khăn khi chúng ta không có đầy đủ các cái phương tiện để chẩn đoán cũng như là các phương tiện để phân biệt. Và các cái guideline trên thế giới người ta cũng ghi nhận thấy những điều đó trên trẻ em, và người ta cho rằng là việc khai thác tiền sử lâm sàng đầy đủ, việc khám lâm sàng chỉ định các cái xét nghiệm để loại trừ các bệnh lý có triệu chứng tương đồng với đó đóng một vai trò rất quan trọng trong cái vấn đề mà chẩn đoán. Và trong cái điều trị thì không phải có một biện pháp điều trị duy nhất mà phải có rất nhiều biện pháp điều trị khác nhau. Với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ thì làm đặc thức ăn, tư thế, loại trừ các dị ứng đạm sữa bò đóng một vai trò quan trọng trong cái điều trị không dùng thuốc này. Với lại trẻ lớn thì thay đổi các lối sống, tránh các cái thức ăn làm gia tăng với trào ngược, cũng như là chúng ta phải giáo dục sức khỏe cho cha mẹ, hỗ trợ người ta trong cái vấn đề mà người ta chăm sóc trào ngược cho các em bé. Thì hiệu quả của các sữa làm đặc cho trẻ em dưới 18 tháng đã được đánh giá trong rất nhiều nghiên cứu. Và khi chúng ta ở đây chúng ta thấy hai cái cột màu đỏ là cái cột mà sữa bình thường và cột màu xanh là sữa được làm đặc. Thì người ta nhận thấy rằng ở cái nhóm mà bổ sung cái sữa được làm đặc thì cái năng lượng được nhận vào nhiều hơn, tần suất nôn ít hơn, thời gian ngủ kéo dài hơn và thời gian quấy khóc trên những em bé này ngắn hơn. Và gần đây trong một cái bài tổng quan dựa trên 13 các nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng sữa được làm đặc thì có vai trò làm giảm mức độ nặng, tần suất của trào ngược cũng như là đảm bảo năng lượng cho các em bé trẻ nhũ nhi mà bị trào ngược dạ dày thực quản dai dẳng. Tư thế của trào ngược cũng rất là quan trọng. Như chúng ta đã nhìn thấy ở trẻ em với đặc điểm dạ dày tròn, nằm ngang, thực quản ngắn, cơ thắt thực quản thì rất là lỏng lẻo, trong khi cơ thắt môn vị thì lại rất là chặt. Như vậy hoặc là cái tư thế nằm đầu cao hay tư thế nằm sấp như thế này thì đóng một vai trò quan trọng cho cái việc mà giảm cái hiện tượng trào ngược khi chúng ta so sánh với tư thế nằm ngang. Tuy nhiên với các nghiên cứu trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng ở nhóm trẻ nằm sấp thì cái tỷ lệ chết đột tử nó cao hơn do bé chớ ra và hít phải các chất chứa. Do đó cái khuyến cáo gần đây thì người ta đưa ra là các em bé cần phải nằm đầu cao và chúng ta có thể tạo các cái giường chống trào ngược cho những em bé này. Việc mà giảm cân nếu như bé thừa cân béo phì, chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày. Với những em bé mà nghi ngờ dị ứng đạm sữa bò thì có thể sử dụng các cái sữa thủy phân hoặc các sữa amino acid trong thời gian 2 đến 4 tuần trước khi mà chúng ta quyết định chẩn đoán trào ngược. Không cho bé ăn trong vòng 1 giờ trước khi ngủ hoặc là tránh các cái thức ăn có chứa cà phê, khoai tây, các đồ ăn cay, các loại quả thuộc họ có tép, các đồ ăn rán béo và sô-cô-la thì cũng được khuyến cáo trong các cái điều trị trào ngược cho trẻ em.
Việc sử dụng ức chế va kháng thụ thể H2 hay là thuốc ức chế bơm cô tông thì cũng được khuyến cáo để sử dụng cho các em bé với liều lượng thay đổi giữa nhóm sử dụng ranitidine, cimetidine hay là famotidine. Và người chúng ta cũng biết là trẻ em thì cái việc mà cho thuốc sẽ dựa trên cân nặng theo tuổi của các em bé chứ không dựa trên cái liều của người lớn mà chúng ta chia ra. Nếu như chúng ta sử dụng thuốc ức chế bơm cô tông thì tùy theo cái mức độ trào ngược triệu chứng trên lâm sàng mà chúng ta sử dụng liều đơn một lần một ngày hay là liều đôi hai lần một ngày thì nên nhớ là sẽ phải sử dụng thuốc ức chế bơm cô tông 30 phút trước mỗi bữa ăn. Và liều lượng của các thuốc ức chế bơm cô tông cũng khác nhau giữa các cái nhóm như là với esomeprazole, lansoprazole hay là omeprazole và đặc biệt rabeprazole thì các cái khuyến cáo trên thế giới người ta nhận thấy rằng là sẽ phải dùng cho trẻ ở độ tuổi lớn hơn. Theo khuyến cáo của FDA thì chúng ta nhận thấy rằng với esomeprazole chúng ta điều trị những bệnh nhân có triệu chứng trào ngược hay là để làm lành các cái tổn thương thực quản thì được khuyến cáo cho trẻ từ 0 cho đến 17 tuổi. Tuy nhiên với lại những cái thuốc ức chế bơm cô tông này nó sẽ rất là phụ thuộc vào cái dạng thuốc chúng ta sử dụng. Nếu như mà chúng ta sử dụng dạng viên nén và chúng ta nghiền nhỏ ra thì sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của các biện pháp điều trị này. Do đó là chúng ta sẽ phải chọn các cái dạng chế phẩm phù hợp với các em bé để tránh cái hiện tượng phá hủy các cái viên thuốc. Và khuyến cáo về việc sử dụng viêm thực quản cho trẻ em từ 1 cho đến 12 tháng thì sẽ thay đổi tùy theo cân nặng của các em bé. Với em bé từ 3 đến 5 cân thì người ta sẽ dùng 2,5 mg một lần một ngày trong thời gian 6 tuần. Với từ 5 đến 7 cân rưỡi thì tăng lên 5 mg và trên 7 cân rưỡi đến 12 cân thì người ta có thể dùng 10 mg trong một ngày và thời gian đánh giá tối thiểu phải là sau 6 tuần. Và nếu như em bé mà không đầy đủ các cái bằng chứng để chúng ta chẩn đoán trào ngược thì chúng ta có nên sử dụng các cái thuốc khác không? Ví dụ như nếu em bé quấy khóc hoặc là em bé uốn cong người hoặc em bé khò khè thì người ta nhận thấy rằng nếu không phải các biểu hiện của trào ngược tại thực quản hay ngoài thực quản thì sử dụng những cái thuốc này có thể làm giảm axit nhưng mà không thực sự làm giảm các cái biểu hiện của trào ngược trên những em bé này. Và vì vậy nếu chúng ta đã chẩn đoán trào ngược, nếu chúng ta đã cho thuốc rồi thì mà không đáp ứng sau điều trị thì những câu hỏi phải đặt ra chỉ định điều trị của chúng ta có đúng không? Em bé này có dung nạp thuốc tốt không? Hay là cái chẩn đoán của chúng ta có đúng không? Bởi vì nếu chúng ta sử dụng PPI kéo dài thì bệnh nhân rất dễ có các nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt nhiễm Clostridium difficile, hội chứng quá phát vi khuẩn ruột. Các nghiên cứu trên thế giới người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm khuẩn thứ phát của đường hô hấp và đường tiêu hóa có liên quan rất nhiều đến cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc ức chế bơm cô tông kéo dài. Chưa kể việc sử dụng thuốc ức chế bơm cô tông này làm ảnh hưởng đến sự hấp thu vitamin và khoáng chất cũng như là có thể gây ra các tổn thương tại dạ dày thứ phát hay là viêm thận trên những em bé. Vì vậy khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Gan Mật và Dinh dưỡng châu Âu cũng như là Bắc Mỹ đó là chúng ta không sử dụng các thuốc giảm tiết axit cho những em bé có biểu hiện quấy khóc nhiều kèm theo nôn chớ hay là có các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa như ho khò khè mà hen nhưng chúng ta lại không thấy các biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản hoặc các xét nghiệm của chúng ta khẳng định cho em bé này có bị trào ngược hay không. Chúng ta sẽ chỉ định thuốc ức chế bơm cô tông khi bệnh nhân có tổn thương loét thực quản, sử dụng kháng H2 khi chúng ta không có được thuốc ức chế bơm cô tông và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng cho những em bé mà có các triệu chứng điển hình như ợ nóng, nóng rát sau sưng ức với thời gian đánh giá hiệu quả tối thiểu phải là 4 cho tới 8 tuần sau đấy. Như vậy để kết luận cho phần trình bày của mình thì trào ngược dạ dày thực quản ngoài thực quản ở trẻ em là vấn đề khó chẩn đoán. Tiếp cận chủ yếu phụ thuộc vào triệu chứng và các dấu hiệu lâm sàng. Các phương pháp thăm dò hiện nay thì chưa xác định được mối liên quan giữa trào ngược và các triệu chứng ngoài đường tiêu hóa và cần phải có một cái chẩn đoán rõ ràng trước khi chúng ta quyết định sử dụng ức chế bơm cô tông hay là kháng H2 và chúng ta tuyệt đối không cho khi chúng ta chỉ đơn thuần là nghi ngờ. Đó là toàn bộ cái nội dung mà xin phép được chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày hết sức cập nhật của bác sĩ Việt Hà là một chuyên gia về tiêu hóa và cô đã cung cấp cho chúng ta cái kiến thức về